Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice mời các bạn lắng nghe quyển sách Tâm lý người An Nam Tác giả Paul Girard Bản dịch của Nguyễn Tiến Văn Đơn vị ủy thác bản quyền Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam Thông qua Squirrel Right Agency Giọng đọc Trọng Hiếu Tâm lý người An Nam lời tựa. Có một điều chẳng ai chối cãi được, rằng nước Pháp cần phải ý thức trọn vẹn về những vấn đề nghiêm trọng và tế nhị được đặt ra bởi công cuộc bành trướng thuộc địa mới đây của mình. Sau khi đã làm chúng ta hao tổn hàng ngàn con người và hàng trăm triệu franc, những khoản đầu tư của bậc gia trưởng như cách gọi của một chính khách thì liệu những phí tổn đó có làm nên một chiến dịch tốt đẹp hay không hoặc trong mục tiêu thực tiễn tức thời sự phát triển về tài nguyên và hoạt động quốc gia hoặc trong mục đích cao xa hơn nữa công cuộc phổ biến nền văn minh của chúng ta khả năng thích ứng thiên bẩm đặc thù của chúng ta đối với tâm thái của những chủng tộc kém phát triển hơn mà chúng ta đã đảm trách câu trả lời chỉ có thể mang tính khẳng định với một điều kiện đầu tiên và thiết yếu điều kiện về sự bền lâu của những thành tựu này tương lai vốn thuộc về thượng đế hoặc là thuộc định mệnh mù loà cần phải giới hạn tất cả những tiên liệu kia vào một khoảng cách thời gian tương đối hẹp ngay cả đối với những tiên liệu giản dị nhất thế nhưng tối thiểu vẫn rất cần thiết để làm sao cho những cuộc chinh phục tốn kém này không bị con cháu đời sau của chúng ta đánh giá là gian trá. Chúng ta hãy lấy con số 300 năm. Đó chẳng là gì đối với dòng đời của nhân loại. Rất ít ỏi với lịch sử của một quốc gia. Ở nước ta, đó chỉ là những năm tháng từ triều đại của đại đế ông Sanh Hà Hoa tới nhiệm kỳ tổng thống của Emin Lubet. Vậy hãy tự hỏi xem những thuộc địa này của chúng ta sẽ ra sao và buổi bình minh của thế kỷ 23. Ở Bắc Phi, công trình đó hứa hẹn sẽ mang đến sự thỏa mãn trọn vẹn cho tiếng kêu báo nguy, vang vọng, khắc khoải và gần như tuyệt vọng mà Prevo Parado đã thốt lên vào cuối triều đại Napoleon Đệ Tam. Chú thích Prevo Parado, sinh năm 1829, mất năm 1870, là nhà báo, nhà ngoại giao và nhà tiểu luận người Pháp. Tác phẩm chính của ông là La France Nouvelle, nước Pháp mới, xuất bản năm 1868, cổ vũ cho ý niệm thiết lập một đế quốc Pháp tại Bắc Phi và trên khắp thế giới. Năm 1870, khi xảy ra cuộc chiến tranh thảm kịch giữa nước phổ và nước Pháp mà ông đã tiên đoán. Ông tự sát bằng súng trong tuyệt vọng. Theo ND. Napoleon de Tam Sinh năm 1808, mất năm 1873. Tên đầy đủ là Charles-Louis Napoleon Bonaparte là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Pháp và là hoàng đế duy nhất của đế chế Pháp thứ nhì. Ông làm tổng thống từ năm 1848 đến năm 1852 thì xưng đế. Trong thời gian cai trị, ông được biết đến là một nhà cầm quyền có nhiều chính sách táo bạo về ngoại giao. Dù phần lớn đều thất bại, đế chế của ông sụp đổ năm 1871 sau chiến tranh với Phổ. Ông bị quân Phổ bắt sống và chết tại Anh năm 1873, theo ND. Ở Algeria, vì lợi ích của nước Pháp, dòng máu nóng của tất cả những giống dân Latin đang được dung hợp. Luật nhập tịch năm 1889, đạo luật có hiệu lực trong tương lai. Đạo luật bất khả xâm phạm khi được thực thi đã kích động công cuộc pháp hóa chính thức của tất cả những thành tố này mà về cơ bản, vốn chẳng có nhiều cách biệt, và những trường tiểu học, dù có tăng thêm bao nhiêu nữa, cũng chẳng phải là quá nhiều. Dần già truyền thụ cho họ tâm tính của người Pháp. Nếu cuộc xâm nhập đắc thắng của những nông dân đảo Sicil đã buộc chúng ta phải bắt đầu lại, có thể nói như vậy, cuộc chinh phục xứ Tunisia thì nay ta phấn khởi mà ghi nhận rằng tinh thần đáng buồn của chủ nghĩa đặc thù của những đại điền trang bốn bề bị công kích ngày càng mạnh mẽ những đại điền trang này tự khoác lên mình tính cách thực dân vì đã chiếm lấy hầu như tất cả phần đất đai khả dụng chiếm dụng cả những lý thuyết thảm hại mà bấy lâu nay trong chế độ nhiếp chính đã nhằm mục đích hạ thấp uy tín công cuộc thuộc địa hóa chính thức và công cuộc kiến thiết của những tiểu điền chủ mà từ nay algeria cũng như nước pháp có thể cung cấp. Tiếp đến, vấn đề về xứ Maroc từng bước chín mùi, từ áp đặt lên mọi tâm trí tiến tới giải pháp tự nhiên của nó với thái độ chấp thuận hoặc cam chịu của châu Âu. Và trừ phi mắc phải những sai lầm rõ ràng, những tai họa bất ngờ, món báu vật quý giá hơn hết thảy này sẽ là của chúng ta trong một kỳ hạn ngắn ngủi, sẽ làm tăng gấp đôi gấp ba giá trị của những món sở hữu tuyệt vời này của chúng ta ở lục địa Atlantis. Khi đó, từ vịnh Gabe tới Đại Tây Dương, con số một triệu người châu Âu mà chúng ta đếm được chẳng mấy chốc sẽ sinh sôi bội phần do tỷ lệ sinh cao cũng như do việc không ngừng tiếp nhận dân Latin. Và rồi đây, trong chưa đầy ba thế kỷ nữa, những con người này sẽ hợp thành một quốc gia hùng hậu với dân số 30 triệu người châu Âu nói tiếng Pháp. Hòa lẫn với một con số ít nhất cũng tương đương như thế gồm những người bản địa. Họ cũng sẽ sử dụng tiếng nói của chúng ta. Chẳng làm mất lòng số ít những kẻ vô ý thức hãy còn mơ màng nghĩ đến chuyện phục hưng, đến chuyện kích hoạt hoặc thống nhất các phương ngữ của xứ sở. Còn số 60 triệu người dân Đại Tây Dương nói tiếng Pháp này sẽ tràn lấn qua những biên cương tự nhiên của họ, vươn bàn tay chào đón miền Tây Châu Phi của chúng ta, vượt qua sa mạc Sahara hay không chừng còn có thể cày xới sa mạc này lên nữa. Vì lẽ chẳng có ai biết được trong miền sa mạc mênh mông kia liệu có còn những nguồn mạch tài nguyên nào dành cho chúng ta. Nhờ vào kiến thức về địa tầng hay những tiến bộ của khoa học, chẳng hạn như việc sử dụng năng lượng mặt trời. Giữa một nước pháp trẻ trung ở châu Phi và mẫu quốc pháp cổ xưa ở châu Âu, sự phân ly chính trị là điều sớm muộn phải xảy ra. Điều này có thể hình dung rõ ràng và sẽ chỉ là một sự kiện có tầm quan trọng thứ yếu. Biết đâu sáng kiến về sự phân ly này lại phát sinh cho việc phương Bắc trong sinh hoạt nội địa của mình tự thấy phải chịu quá nhiều ảnh hưởng bởi xứ thuộc địa cận kề và đáng gờm kia. Điều mong ước và trên hết, đó là một trăm triệu con người sử dụng ngôn ngữ của tiếng Oi, tức là vâng, sẽ thấy mình hiện diện ở quê nhà trên cả hai bờ của địa Trung Hải. Tất cả cùng hòa chung vào một cộng đồng với những ý niệm và cảm nghĩ đó. Một cộng đồng mà đương nhiên là hàm chứa sự đồng nhất về tiếng nói tương trợ, bảo hộ và hậu thuẫn cho nhau. Bởi, dù chúng đẹp đến đâu, chẳng phải là chính từ những thuộc địa hiện thời mà nước Anh mới nhận được chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình đó sao? Nói đúng hơn, bất kể một sự ly khai bạo liệt nào và bất chấp tầm vóc của Đại Tây Dương dông bão, chẳng phải 80 triệu dân ở Bắc Mỹ thuộc chủng tộc quá ư ô hợp, nhưng cùng nói tiếng Anh mua sách của nước Anh, tham gia vào đời sống trí tuệ của nước Anh đó sao? Vậy là, dựa theo tất cả sự tình hiển hiện, công cuộc của nước Pháp sẽ thật hùng cường và hữu hiệu ở châu Phi. Ở Madagascar, sự thành công là đáng bị đặt câu hỏi hơn. Chúng ta mang lại sự bình ổn và an lạc tương đối cho những đám dân sinh sôi nhiều quá đổi ở hòn đảo vĩ đại này. Chẳng phải là dân số ở đây đã tăng gấp đôi cứ mỗi 100 năm qua đi. Để đến đầu thế kỷ thứ 23, con số dự kiến sẽ lên đến 20 triệu người. Chìm ngập trong đó là vài trăm ngàn người gốc Âu và dân lai. Đâu sẽ là tính cách của dân tộc này? Đâu là giá trị của nó đối với công cuộc bành trướng của nước Pháp trên thế giới? Chúng ta có thể mạnh dạn trả lời rằng giá trị này sẽ tỷ lệ thuận với sự hiểu biết và việc sử dụng ngôn ngữ của chúng ta vậy thì chướng ngại phải tránh là đừng để cho những nhiệt huyết tuyệt đẹp trong buổi đầu của công cuộc chinh phạt kia phải chịu lụi tàn mà nó cần phải cạnh tranh với tiếng anh là đừng quên rằng nếu như tất cả viên chức của nước pháp đều phải biết tiếng bản địa thì tất cả những người dân bản địa cũng đều phải học thứ tiếng nói cao cấp của chúng ta là khuyến khích một tầng lớp tai hại gồm những kẻ chữ nghĩa nửa vời trong số những chủ nhân của hòn đảo này. Giống như điều đã có thể thoáng thấy ở nơi khác, tầng lớp này nhanh chóng bị mê hoặc bởi niềm tháng phục. Mong muốn và hám lợi hơn, chứ chẳng chân thành và công chính. Về chủ đề của những môn học đặc biệt của họ, rất dễ có khuynh hướng miệt thị những bổn phận ái quốc của họ để rồi duy trì, thanh lọc, củng cố sáng tạo, như người ta có thể nói, một ngôn ngữ và kèm theo đó là một dân tộc tính bản địa. Vậy nên, làm sao không nghi ngờ cho được những toàn tính hồng thành lập các hàng lâm viện Madagascar mà chính những người thống trị muốn trợ cấp tài chính? Nếu như các hàng lâm viện này có thể chủ trương khắc ghi trên chương trình của họ sự minh định về những quy luật cho ngôn ngữ của xứ sở, sự hộ nghi sẽ nhường chỗ cho mối lo âu nếu chúng ta quay sang Đông Dương, nơi người ta có thể hình dung được một biến cố đầu tiên. Đó là xứ sở này bị sáp nhập vào một khối khổng lồ gồm 400 triệu người Trung Hoa bằng phương thức hòa bình hoặc chiến tranh. Khối người này, dù có nói sao đi nữa, sẽ phát triển dưới áp lực của các biến cố. Trung Hoa dẫu sao cũng là xứ văn minh cao độ, Vậy mà tại sao nước này lại thoát khỏi cái đạo luật phổ quát vốn tự biểu thị một cách khẩn thiết đến thế, kể từ năm 1870. Hầu như tất cả các dân tộc đều có sơ khai, vốn đã thức tỉnh khỏi trạng thái mê muội hoặc không thể giữ được sự an nhiên của mình trước sự xâm nhập mãnh liệt của những người châu Âu, đều tiến những bước khổng lồ, đều mang trong mình cảm nghĩ về công tác tự vệ và xây dựng quân lực. Nhật Bản và Abyssinia chỉ là các ví dụ. Những ví dụ kinh ngạc nhất về sự tiến bộ phổ quát này. Thêm một lần nữa, minh chứng cho quy luật Bitti Bocidentes và khiến cho tất cả những cuộc chinh phục mai đây sẽ ngày càng khó khăn hơn. Chú thích Bocidentes trong tiếng Latin nghĩa đen là hạnh phúc thay cho những kẻ sở hữu, với nghĩa là sở hữu 9 phần 10 của luật, tức là kẻ nào chiếm giữ được 9 phần 10 cái gì đó thì được luật pháp thừa nhận là sở hữu vật đó, theo ND. Khoan hãy bàn đến viễn kiến về mối hiểm họa Trung Hoa này. Trong bối cảnh phương tiện thông tin đang phát triển không ngừng nghỉ, còn khiến cho viễn kiến này trở nên đáng sợ hơn nữa và ngay cả nếu gạt đi một sự cố khác có thể xảy ra, sự cố về việc để mất đi vùng Đông Dương sau một cuộc chiến tranh với một cường quốc nào đó nằm cách xa nước Pháp 3.000 dặm, nằm tại đầu mút một hải trình mà chúng ta không kiểm soát được, thì tình thế liệu sẽ ra sao với những thần dân châu Á trong vòng 300 năm? Chú thích Dặm Lier gọi đầy đủ là Lier Marine, tương đương với ba dặm đường đất Mai, tức là khoảng 5.556 km, theo ND. Ở đây, không nhắm tới đường lối chính trị của loài đà điểu hay sự khoa trương bằng những ngôn từ rỗng rãng, những câu chữ sáo rỗng mà tâm trí đa số đồng bào của chúng ta tự lấy làm thỏa mãn cải cách xứ sở này bằng cách trang trí cho nó một công cụ tinh tế đến mức hoàn thiện, khôi phục nòi giống, chặn đứng tỷ lệ tử ở trẻ sơ sinh, làm tráng kiện thân thể, làm linh hoạt tâm hồn, tái dựng tinh thần, vân vân. Đó là những công thức thường được sử dụng và cũng muôn hình vạn trạng. Thực tế thì chúng mang ý nghĩa gì? Chung quy chỉ có ba sự kiện tóm lược chúng. Sự cải thiện về vật chất của xứ sở đó, sự tăng trưởng chắc chắn về dân số và sự phát triển tai hại về tâm hồn. Ba sự kiện đó cấu thành nhiệm vụ không thể tránh né của kẻ chinh phục, đi kèm với lợi ích hầu như chỉ dành cho các thần dân. Kể từ năm 1886, tôi vẫn tự lấy làm khoan khoái nhắc lại cho những ông quan an nam khốn khổ về tình trạng vô chính phủ kinh khiếp của thời kỳ này và tính chất tàn bạo không thể tránh được của việc đàn áp tôi nói với họ rằng trong quá khứ giống nòi của các ông đã gánh chịu những cuộc khủng hoảng còn trầm trọng hơn nhiều và vẫn chưa hề dừng lại trong suốt quá trình phát triển xét cho cùng thì người pháp chúng tôi chỉ làm việc cho các vị mà thôi chúng tôi đâu có chiếm lấy xứ sở này mà chúng tôi sẽ cải cách nó chúng tôi không làm cho dòng giống này tiêu ma mà dưới sự điều hành của chúng tôi Dòng giống này chắc chắn sẽ tiến triển về số lượng và cả về sự giàu sang. Nước An Nam của các vị là một trong những vương quốc bế quan tỏa cảng hiếm hoi, tưởng rằng mình có thể tự biệt lập được. Đây là điều không thể xảy ra vào thời buổi ngày nay. Chúng tôi khai mở xứ này, hòa vào với hoạt động của toàn thế giới vì lợi ích của nó mà thôi. Ngày hôm nay, tôi vẫn tin rằng quan điểm này là chính xác. Nhưng ở mức độ nào thì công cuộc ấy có thể mang đến lợi ích cho nước Pháp. Có đến 7 hay 8 phần 10 số thần dân Đông Dương của chúng ta thuộc về một chủng tộc mà mai đây nó tất sẽ khuất trương, sẽ sáp nhập hoặc loại trừ tất cả những thành phần đa tạp. Y như nó đã từng sáp nhập hay loại trừ trong quá khứ. Sự thống trị của chúng ta dường như không mang lại bất cứ trở ngại nào cho kết quả chung cuộc này mang dòng máu rất pha trộn. Những người An Nam chẳng vì thế mà không cấu thành một quốc gia được tổ chức vững chắc và thống nhất bằng ngôn ngữ, niềm tin dân tộc, niềm tự hào về nòi giống, cảm thức về một quá khứ chất chứa vô vàng những nét đặc trưng của một lòng ái quốc, có thể so sánh với lòng ái quốc của những người dân nước Pháp chế độ thời xưa sự trung thành với vị quốc vương hòa cùng tình yêu quê cha đất tổ và không cách gì lay chuyển được điều này. Những cụ già 70 tuổi như Phan Thanh Giảng vào năm 1867, những thanh niên 20 tuổi như Tôn Thất Đạm đã kiên trinh tự sát sau khi lệnh cho thuộc hạ đầu hàng để chờ thời cơ tốt hơn. Tinh thần đoàn kết của quốc gia này và vị đại diện tối cao của nó còn rền vang trong những bản tuyên ngôn long trọng trong những lời tự bạch công khai và trong những lời đó, ông Hoàng tự hạ mình, than khóc và nhẫn tâm tự buộc tội mình về những tai ương lớn lao xảy đến trong thời gian trị vì của mình. Chú thích Tôn Thất Đạm và Tôn Thất Thiệp là hai con trai của danh tướng Tôn Thất Thuyết. Năm 1885, Tôn Thất Thuyết là phụ chính đại thần đã phò vua Hàm Nghi nổi dậy chống Pháp hai người con của ông bảo vệ vua hàm nghi trong phong trào cần vương đều hy sinh theo nd nhờ vào một định luật phổ quát vốn dĩ rất quen thuộc cái tôi của một người an nam sẽ tự biện bày bằng cách phản kháng chất men mãnh liệt sẽ làm lan tỏa ý niệm về tổ quốc sẽ làm cho ý niệm này xuất hiện với toàn bộ sức mạnh và sự thuần khiết của nó giống như điều người ta có thể từng được nghe thấy ở những quốc gia nhiệt thành nhất của châu âu đương thời Chất men đó chính là yếu tố ngoại bang. Sự hiện diện của chúng ta và hành động không chủ ý nhưng tất định của nó. Đó chính là thứ truyền thụ những ý niệm của chúng ta và nền văn minh của chúng ta lên cái cảm nghĩ khó chịu hay thậm chí là sự hận thù ngày càng rõ nét mà chúng ta kích động. Kẻ thù của chúng ta là vị thầy của chúng ta. Người ta sẽ nhắc lại như thế, dù là bằng tiếng Trung Hoa hay bằng tiếng An Nam, bằng thứ tiếng pháp trọ trẻ hoặc trồi chảy ngay cả khi thừa nhận rằng những thần dân của chúng ta cũng sẽ phần nào mang ơn chúng ta vậy nhưng ngày nay mấy ai còn có lòng tin chính đáng vào sự tri ân của các dân tộc đĩa cân nào sẽ thắng trên cán cân khi một bên là cảm nghĩ về những công ơn của chúng ta dù cho những điều đó là không thể chối cãi và bên cân còn lại là kỷ niệm về những gian khổ của công cuộc chinh phục và còn hơn thế nữa, về nỗi nhục hãy còn tiếp diễn cho sự hiện diện của chúng ta. Chú thích: Chữ tôi vừa có nghĩa là tôi tớ theo nguồn gốc, vừa xác định bản thân so với kẻ khác theo ND Chẳng phải là chúng ta đã quá đáng hay sao khi tự lừa mình rằng xứ sở này sẽ chờ ba thế kỷ năm mới quyết liệt đòi lại nền độc lập của nó. Một xứ sở có dân số gồm 50 triệu người An Nam. Hòa vào đó sẽ là vài trăm ngàn người thuộc giống nòi hợp chủng, lai. Những người này sẽ đẩy nhanh chứ không gây hại cho công cuộc thống trị nguy hiểm của chúng ta nếu chúng ta phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ được đó là sai lầm về việc để cho những con người này sống mãi trong tình trạng đẳng cấp trung gian. Chú thích Nếu tính cả bán đảo Đông Dương gồm Nam xứ, Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Ai Lao và Cao Miên trong ba thế kỷ nữa, đầu thế kỷ 20, dân số An Nam là khoảng 20 triệu người, theo Ende. Chẳng thể thiết lập được sự so sánh nào giữa Ấn Độ, vốn là tấm khảm gồm những dân tộc xa lạ nhau mà đến nay hãy còn bị chia nhỏ bởi những đẳng cấp không thể loại trừ, và xứ An Nam này, nơi cuộc chinh phục đã hội ngộ với một giống nòi thống nhất đến kỳ diệu. Được đặt trên những nền tảng vững mạnh của tổ chức gia đình và xã thôn, vốn là hệ thống tập quyền có phân cấp một cách thông minh, gồm những viên chức có học và trên chóp đỉnh là thiết chế muôn thuở của vị quân vương, vị chủ tế vĩ đại và đại diện tối thượng của tính dân tộc. Vậy là, đến lúc sẽ phải giống lên hồi chuông của cuộc chi ly tất yếu mà ta phải hình dung theo một cách lạnh lùng, dù thân ái hay bạo liệt. Dẫu cho chỉ để kéo lùi cuộc chia ly ấy thêm chút nữa. Ở đây, một lần nữa chúng ta sẽ chỉ làm việc cho nước Pháp trong mức độ có thể sẽ khiến ngôn ngữ của chúng ta bắt rễ sâu vào xứ này. Hẳn nhiên đã hiện hữu một ngôn ngữ An Nam, không kể đến thanh điệu của sáu cung bậc của những từ đơn âm của nó, là một phương ngữ trong sáng và rành mạch, phong phú về những từ ngữ thông dụng, chính xác và minh định. Nhưng từ 2000 năm nay, tiếng nói dân gian này hiện đang bị hạ thấp thành hạng phương ngữ thấp kém không có khả năng phát triển hay tiến hóa do tiếng trung hoa đã được du nhập theo nền văn minh của đại đế chế này và kể từ đó đã thường xuyên được sử dụng làm ngôn ngữ bác học văn học và quan phương như vậy bất kỳ người an nam nào có học và việc giáo dục này rất phổ biến đều sử dụng hai ngôn ngữ trong nói chuyện dùng tiếng nói của dân tộc mình với cú pháp trực tiếp giống như cú pháp của tiếng Pháp và trong những bản văn viết dùng tiếng Trung Hoa mà cấu trúc câu luôn luôn là đảo ngược. Về vấn đề tiếng nói thượng đẳng, người ta lập tức xem xét đến việc dùng tiếng Pháp, ngôn ngữ có cú pháp giống như tiếng An Nam để thay thế cho tiếng Trung Hoa, là ngôn ngữ có cú pháp hoàn toàn dị biệt nhưng rất gần gũi với tiếng An Nam nhờ hệ thống đơn âm. Những sự đa thanh về dấu giọng và nhiều từ ngữ đã đi vào phương ngữ dân gian do được sử dụng lâu đời. Kế đến, hãy để cho tương lai quyết định xem những từ tiếng Pháp sẽ làm giàu hay sẽ cải biến đến mức nào cho thứ tiếng địa phương có tầm mức hạn hẹp, tức là tiếng An Nam hiện thời. Giải pháp khiêm tốn và khả dĩ này phô bày những ưu thế và những bất tiện của nó. Những chữ nho khó đọc của Trung Hoa cấu thành một ngôn ngữ chung, đại đồng trong cộng đồng 500 triệu người thuộc giống da vàng. Trong khi việc sử dụng tiếng Pháp sẽ xoay chuyển người An Nam về thế giới phương Tây với nền khoa học và văn minh của nó. Trong hai chiều hướng này, cái nào sẽ là lợi ích đối với các thần dân của chúng ta? Vấn đề có thể còn bỏ ngỏ, nhưng lợi ích của những kẻ chinh phục thoát khỏi mọi tranh chấp và đó chính là điều chúng ta phải lưu tâm xem xét. Như vậy, người ta thấy công trình mà nước Pháp đảm đương ở vùng Viễn Đông quả là chông gai và khắc khoải xiết bao. Lối diễn tả này chẳng phải là nói quá, một trong những điều kiện thiết yếu trong lối hành xử tử tế của người Pháp đương nhiên là sự thấu hiểu sâu xa về các thần dân của chúng ta. Hàm ý là những nghiên cứu vững mạnh và nghiêm túc về tâm lý của họ. Vậy nên người ta không thể quá hoan nghênh sáng kiến thông minh của Paul Girard, mà công trình có cơ sở, phong phú, có nội hàm, có dẫn chứng tư liệu của ông hẳn nhiên không mang tham vọng giải quyết những vấn đề trầm trọng mà công cuộc đô hộ của chúng ta dấy lên. Nhưng ít ra cũng có công lao vĩ đại là đặc định cho đúng một số những diện mạo của các vấn đề đó. Để kết thúc mấy nhận xét dẫn nhập trên cuốn sách của ông, cuốn sách mà chính ông đã yêu cầu tôi giới thiệu với người đọc. Tôi xin nói thêm và điều này là bột phát rằng tôi cũng mạn phép được giới thiệu con người ấy. Ông thuộc kiểu người phương Nam trầm tư, Hiếm hoi chẳng kém những người có thể khiến ta tin tưởng ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi tốt nghiệp tú tài, người con trai của thành phố Nimes này đã theo học 3 năm chính quy ở trường thuộc địa. Tiếp đến là 3 năm phục vụ trong quân ngũ, vui vẻ chấp nhận điều đó với tất cả lòng nhiệt thành phải có đối với nghĩa vụ ái quốc này. Khi rời quân ngũ, ấy là niềm vui kết hợp với người bạn đời do ông tự mình chọn lựa. Mối lo cao cả về việc tạo dựng một mái ấm đôi khi là sự phòng hộ thiết yếu cho phẩm giá cá nhân ở những vùng thuộc địa. Và ngay sau đó là cuộc khởi hành tức tốc sang Đông Dương. Chính bởi niềm tin tưởng, sự coi trọng của cấp trên đối với ông đã kêu gọi ông tới nơi đây. Trong niên hạn đầu tiên là 3 năm để đảm nhận những chức vụ tế nhị những chức vụ này đã cho phép ông thu thập và đúc kết những quan sát để rồi ngày nay ông trao gửi đến cho công chúng. Tôi mong cho ông và cho cả đất nước của chúng ta rằng tương lai sẽ giữ vững tất cả những hứa hẹn mà những bước khởi đầu danh giá này đã thoáng khơi gợi cho chúng ta trong sự nghiệp thực dân. Chú thích Trường thuộc địa, nguyên văn là Econ Colonial được thành lập vào năm 1889 dưới thời đệ tam Cộng Hòa là một đại học viện, tức Grande Ecole, vốn là một trường học dành cho các quan chức trẻ gốc Khmer đến từ Campuchia. Khi đó còn là thuộc địa của Pháp, sau giữ vai trò đào tạo sinh viên của các thuộc địa của Pháp. Nay, trường được đổi tên thành Học viện Hải ngoại Quốc gia Pháp école nationale de la France d'outremer theo bt égine et tháng 12 năm 1908. hết lời tựa Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.